khế nha bà con. Khế, khế là không ăn được. Người nào mà không ăn được khế đó là những người có bệnh như sau, không ăn được khế. Chứ không phải tốt là chúng ta ăn được hết. Khế là những người có bệnh thế này, không ăn được khế. Bởi vì khi ăn khế nó làm chứng bệnh không bớt mà nó chỉ tăng nặng thêm thôi. Đó là những người nó là người, những người đó, những người có bệnh thận, những người đang uống thuốc sỏi thận, lú lẫn, co giật. Khế chua hay khế ngọt nó cũng giống nhau, nhưng mà khế nó thuộc họ nhà chua. Tên của nó là tên khoa học là Ivanhoe Carambola. Nó thuộc về họ nhà chua ngũ liễm, tử liễm, lăng tử. Nó có múi cắt ngang, có hình giống như ngôi sao, hạt nó màu nâu, nhưng mà chúng ta không ăn được hạt. Ăn khế nó có lợi cho sức khỏe, bởi vì nó hỗ trợ cho tiêu hóa, hỗ trợ cho đường tiêu hóa, đường ruột bất thường, khó tiêu, hỗ trợ cho giảm cân, ngăn ngừa được tim mạch, tốt cho mắt mắt, bổ sung dưỡng chất dồi dào, giảm đau khớp, chuột rút, kháng khuẩn, viêm, kháng viêm, miễn dịch, ho, ung thư. Ta ăn một trái trước khi bữa ăn 5 phút, ta ăn được một trái trước khi bữa ăn 5 phút. Những người có bệnh không ăn được là những người ăn khế bị bệnh này nó nặng thêm, đó là người có bệnh thận, người đang uống thuốc sỏi thận, lú lẫn, co giật, là không ăn được khế nha bà con. Khế chua hay khế ngọt cũng vậy, nhưng mà người ăn được khế thì nó có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ cho tiêu hóa, khó tiêu, đường ruột bất thường, điều tiêu hóa lộn xộn, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa tim mạch, tốt cho mắt, tốt cho mắt. Bổ sung dưỡng chất dồi dào, giảm đau xương khớp, chuột rút, kháng khuẩn, kháng viêm. Đó bà con thấy tốt không? Tốt quá bà con ha. Miễn dịch, ho, ung thư. Ăn thì một trái một ngày, nhưng mà ăn 5 ngày liền thì ăn trước bữa ăn được 5 phút. Đó, bà con chú ý nha bà con. Bà con khi ăn cho vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, woo!